Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Khí tượng Cam Sành. Như trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm nuôi trái. Đối với thời điểm nuôi trái mùa mưa này thì cái vấn đề mà phòng bệnh rễ nó rất là quan trọng các bạn. Như đối với cái vườn này thì mình vừa cho nhà vườn là tiến hành là phun thuốc là phòng rễ, vừa rễ trên lá mà vừa rễ trên trái luôn. Thì cái này là chỉ phun những cái dòng mà mang tiêu diệt xanh thôi thì ngừa. Đang trong giai đoạn nuôi trái này thì cái vấn đề đi phân bón á, các bạn cần lưu ý là chúng ta sẽ đi phân bón có hàm lượng là đạm cao để giúp cho cái trái của mình nó phát triển nhanh. Và đồng thời ở thời điểm này là các bạn cũng có thể sử dụng các dòng hữu cơ để bón cho cây để giúp cho cái trái của mình nó phát triển tốt hơn ha các bạn. Như với cái vườn này thì mình đã cho nhà vườn là tiến hành là bón hữu cơ. Đây, cái hữu cơ là nó đang rã ra đây và những cái tơ nấm nó đang phát triển màu trắng trắng như đây nè. Về cái chất lượng hữu cơ thì các bạn có thể xài tùy loại, nhưng mà nếu xài hữu cơ có chất lượng ổn á, thì các bạn nên xài các dòng hữu cơ có hàm lượng trên 65%. Tại vì trong hữu cơ nó chia ra nhiều nhóm lắm các bạn. Tức là nếu các bạn muốn cung cấp vi sinh á, thì chọn dòng hữu cơ vi sinh. Mà muốn cho cây nó bón vô mà nó tốt như phân á, thì các bạn sử dụng là hữu cơ phán. Còn mà muốn cho nó tơi xốp đất này kia thì các bạn sử dụng cái dòng hữu cơ có hàm lượng dinh dưỡng thấp thôi. Ví dụ như mình vừa nói là hàm lượng hữu cơ trên 65% thì các bạn bón thì nó tương đối ổn để giúp cho cái tạo đất và kích thích cho bộ rễ của mình. Trong thời điểm mưa này thì cái vấn đề bón hữu cơ vẫn bình thường, thì các bạn chỉ cần liếp của các bạn nó khô ráo thôi. Khi mà liếp của mình khô ráo thì mình bón thì nó bình thường à. Tức là hữu cơ này nó sẽ tan ra từ từ nè, và sau đó nó sẽ cung cấp dinh dưỡng, nó trả từ từ cho cây, nó không ảnh hưởng gì tới quá trình làm đất của mình. Tại vì cái lượng mình bón lên nó rất là ít. Tại vì đối với một số khuyến cáo là không bón hữu cơ mùa mưa là nguyên nhân á, là cái đó là hữu cơ truyền thống. Ví dụ như các bạn ủ gom gác rồi phân bò này kia, thì cái lượng bón thì các bạn bón rất lớn. Nếu mà bón vào mùa mưa thì nó sẽ gây ra ẩm liếp, rồi nó gây ra thối rễ. Còn cái này là hữu cơ công nghiệp, tức là mà các bạn bón với hàm lượng rất là ít, một công thì khoảng nhiều nhất thì cũng 150 kg thôi, thì mình rải ra khắp thì nó đều rồi, nó không có gây ra làn đất gì hết trơn á. Đây còn đây trái đang giai đoạn chuẩn bị vô nước như thế này nè, thì cái vấn đề mà bón hữu cơ thì các bạn áp dụng thì nó sẽ phù hợp nhất ha. Tức là trong giai đoạn nuôi trái các bạn có thể bón nhiều thời điểm. Thời điểm đầu tiên là các bạn có thể bón sau thời điểm là sau khi xử lý ra hoa. Thời điểm thứ hai là dưới cùng sinh lý, và thời điểm thứ ba này là khi trái vô nước, và thời điểm thứ tư là trái gần bán, trước bán khoảng 2 tháng. Thì nếu các bạn cung cấp hữu cơ liên tục như vậy thì cái cây nó phát triển rất là tốt, đồng thời cái trái của mình nó cũng ổn nha. Nhưng mà để đạt được hiệu quả thì bắt buộc là nếu xài hữu cơ là trên cái clip của bạn là phải hạn chế sử dụng thuốc cỏ nè, và sử dụng đúng cái thành phần hữu cơ. Cái pH đất nó phải được cân bằng và phải được bón sớm thì nó mới hiệu quả nha. Có một số nhà vườn của mình bón nó không có hiệu quả thì nó có nhiều nguyên nhân. Rồi hữu cơ mình chọn không đúng, rồi đất của mình nó không được tơi xốp từ trước, pH nó không ổn định thì bón hữu cơ vào nó không phát huy tác dụng. Hoặc là xịt thuốc cỏ quá nhiều thì hữu cơ nó sẽ không phát huy tác dụng được. Nhất là những cái nhà vườn mà sử dụng hữu cơ vi sinh á, các bạn xài thuốc cỏ thì cái vi sinh nó sẽ bị ảnh hưởng, nó chết hết trơn à. Đó, còn trái thì điểm này thì các bạn vẫn có thể tiến hành là phòng nhện định kỳ nha, dù mưa nhưng mà phòng nhện định kỳ. Còn cái vấn đề mà sâu gầy á, thì đây là thời điểm gây hại mạnh nhất của sâu giải bùa. Đó, cho nên là khi cây nó ra cơ đọt nhú nhú á, thì các bạn cần nên là phun gầy sâu giải bùa. Đặc biệt là những cái cây vườn mà mang trái á, là cái đọt nó ra không có đều á, tức là nó ra liên tục luôn, nó ra xong cái nhóm đọt kia nó ra nữa. Cho nên là các bạn phải phun định kỳ để giúp cho những cái lá này nè nó được thẳng lên. Ví dụ như cái lá này nè, nó bị sâu giấy bùa đánh nè, các bạn thấy nó rất là xấu nè, nó mất khả năng quang hợp thì cái trái của mình nó nuôi không có được lớn. Tức là cái bộ lá nó cũng có vai trò là quan trọng trong quá trình nuôi trái ha các bạn. Đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình mà chúng ta có thể chăm sóc trái giúp cho cái trái của mình phát triển tốt hơn, và qua vấn đề là sử dụng hữu cơ và chọn đúng cái thành phần hữu cơ mà các bạn mong muốn. Rồi, để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn hỗ trợ cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công.